Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Zippo Army and Vespa. Nay là một cái clip bóc phốt chính bản thân mình. Đó là áo của Duy thường xuyên bị hư cái nút này anh em. Lý do là cái độ da ngay chỗ này nó quá dày. Nhiều thợ họ không kỹ á, họ đóng không cái ô chốt này không ép vô á. Nên chính vì vậy là áo của Duy lỗi nhiều nhất là do cái độ da chỗ này nó dày quá. Xong dẫn đến là cái việc đóng nút này không kỹ nè, họ đóng mạnh quá ép bể luôn cái bên trong này, làm dẫn đến là hụt hai cái này. Một trong những cái lỗi mà bị khách hàng bắt bảo hành nhiều nhất, nên thường áo mà Duy bán trên mạng đó là Duy vẫn phải kiểm tra kỹ tới lui. Giống như sáng nay đáng lẽ Duy giao chiếc áo này mà Duy mặc thử vô, Duy khoác thử vô xem cái có bị gì không, và Duy gài thử thì Duy thấy có rớt luôn. May mà nó rớt kịp, chứ còn gửi ra đến Hà Nội, Sơn La rồi những tỉnh thành phía Bắc mà nó rớt một cái, nó quay ngược cái áo về thì đóng cái nút mà phí bằng chuyện gì chịu hết thì là lỗ nặng luôn anh em. Bởi vì gửi đi gửi về là hết 200.000 ha. Đó, chỉ nói đơn giản to cái vậy thôi, mà gửi đi gửi về rồi khách gửi lại là những người gửi lại là 400. Ok anh em ha. Và đây hôm nay Duy giới thiệu với cả nhà cái mẫu áo mà Duy bán chạy nhất là cái mẫu trơn tay gài khuy bấm và cổ lật màu nâu, không túi nha anh em, nó chỉ có một cái túi ngực bên trong này thôi. Và trơn đơn giản thôi. Duy đang mặc cái size XXL là size lớn nhất. Duy là 1m68-72kg, Duy mặc rộng. Duy mặc cái áo rộng thì cố ý mặc cái áo rộng này vì lý do là ở ngoài Bắc rất lạnh. Và mọi người thường mùa đông đó, lạnh lắm anh em, cứ rét ngoài Bắc khủng khiếp lắm. Mặc thêm một cái áo len bên trong nữa và họ mới mặc cái áo này để cho nó ấm. Thì như vậy là lại đủ vừa cho những người rơi vào từ 70-75kg đó anh em. Còn nếu mà đúng 75kg là mặc đẹp lắm anh em. Cái áo này rất đẹp, Duy mặc rất rộng nha, khá rộng, Duy có 72kg thôi. Và rất nhiều bác phản hồi với Duy là áo Duy bán đắt, bởi vì trên mạng người ta có thể bán 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, thậm chí là 8,900 cũng có hàng luôn. Nhưng Duy nói thật với các bác là tiền nào của đó. Vừa rồi Duy có coi trên mạng thì có một bạn quảng cáo một cái áo Pilot rất đẹp, 1,1 triệu anh em, mà còn tìm cộng tác viên nữa. Thấy cái áo đẹp quá, không thể chê được, những cái đường may đẹp, rồi cộng thêm quay đẹp, người mẫu đẹp. Chạy qua mình coi, mình cũng muốn mua một cái, rồi mình làm quen, mình làm cộng tác viên thử xem sao. Qua thì anh sẽ treo hai cái áo, một cái áo là 1,1 triệu và một cái áo là 5 triệu anh em. Thì thật ra anh em mà đã nhìn thấy cái áo 5 triệu thì không bao giờ mua cái áo 1,1 triệu. Cái áo 1,1 triệu nó như cái áo gió ấy, mỏng manh, áo Pilot mà nó dày khui, nó đẹp thì cái áo gió mà mình thấy bên cạnh nó mỏng manh là sao vui được. Da cũng có nhiều dạng da, da đây là da tấm cán ra, rồi da xay ép lại cũng là da, rồi da simili, rất là nhiều dạng da. Chưa chắc da simili là dở anh em nha. Hôm rồi có một anh nói Duy ơi, anh mua một cái áo mặc có 4, anh để 4 năm cũng nó cứng ngắc à, mà để cái áo simili nó lại nổ nhưng mà nó mềm. Đó là những một trong những cái ưu điểm của simili, đó là nó mềm cực kỳ, nhẹ cực kỳ, sẽ không bị cứng da. Thật ra cái áo da này anh buộc anh em phải buộc phải mặc. Còn nếu mà không mặc để khoảng 2 năm, 3 năm nó đơ khó chịu lắm. Mà áo của Duy đã từng để là nhiều nhất là 3 năm, 4 năm thì Duy thấy là nó sẽ xảy ra tình trạng cứng. Có những cái gì quên đi sót trong kho, nó vẫn xảy ra tình trạng cứng, đơ khô da. Và xử lý duy nhất đó là mặc cho nó mềm thôi, chứ còn không có cách nào xử lý đâu anh em. Có nhiều anh em nói giặt khắp ủi, thực ra chỉ có một cách duy nhất là mặc thì nó mềm rồi. Anh em hình dung nó đã chết da rồi thì anh em có mặc thì có độ đàn hồi nó sẽ mềm lại thôi. Và đó là một trong những cái mà Duy cũng bóc phốt da thật. Da thật là để lâu nó sẽ cứng chết anh em. Và áo của Duy cũng vậy, để lâu nó sẽ cứng. Nếu anh em không mặc khoảng 3-4 năm để nguyên trong tủ thì nó sẽ cứng da hơn. Mà thiệt ra anh em mặc 1-2 năm là nên, nếu mà cũ một xíu thì nên cho tặng mua áo mới của Duy mặc. Chứ Duy còn bán được hàng, chứ anh em cứ mặc 4-5 năm thì có mà chết gì à. Nên thật ra khuyên anh em mặc nhiều lắm 1-2 năm thôi, sau đó mình thấy hơi cũ mình cho mình làm từ thiện cho người này người kia, hoặc là anh em nào họ ít điều kiện hơn mình tặng họ, cho họ đi ha, rồi sau đó mình mua cái mới mặc cho nó sướng. Người mặc cái áo mới nó cũng sướng hơn người hơn mặc cái áo cũ ha. Ok, và đây là cái mẫu này ha. Thì cái vai của chiếc áo này là 48, tay là 64, lưng là áo là 69 nha anh em. Và giá của chiếc áo này chỉ 2,5 triệu. Anh em nhận được hàng mới phải trả tiền. Lưu ý với anh em là như vậy, sẽ bảo hành cho anh em là trọn đời là da xịn, khẳng định là da xịn luôn. À, còn sống là còn bảo hành. Bảo hành 3 năm may mặc bất kể lỗi nào, trong vòng 3 năm anh em rớt cái nút này gửi vô Duy trả tiền, trả tiền phí vận chuyển, đóng nút gửi ra cho anh em, khẳng định luôn trong vòng 3 năm nha. Hư dây kéo, dây kéo này cũng có khả năng hư anh em. À, có nhiều anh em nói tại sao Duy không làm sợi dây khóa số 10 to cho đẹp.
thật ra cái mẫu áo nó thanh mảnh, nó đơn giản, đẹp như thế này, và tự nhiên làm cái sợi dây khóa to bự lên như kiểu pilot đó. Nó không có đẹp, nó ngầu ngầu thôi. Duy chỉ bán được cho một số ít bạn trẻ thôi, nhưng mà đa phần như khách của Duy phải là trẻ, khách của bạn Duy bắt đầu nó rơi vào từ 35 trở lên là nhiều nhất, cho đến những người đứng tuổi họ đòi hỏi cái đường nét và sự chỉnh chu thẳng thớm ha. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem tin, đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi ủng hộ mình và quan tâm về những chiếc áo da mặc đẹp mới phải trả tiền để quên cho Duy. Giá là 2,5 triệu một chiếc nha anh em nha, đừng trả giá. Anh em ghé trực tiếp shop Duy mua hoặc là cửa hàng nhà của trong hệ thống của anh em của Duy thì giá chỉ có 2 triệu thôi. Ghé trực tiếp mua, bởi vì như vậy thì anh em sẽ kiểm tra được tất cả những cái lỗi này, Duy sẽ đợi cái khâu bảo hành hơn. Ok, cảm ơn anh rất nhiều, chào anh em.